Vâng, em luôn xin chào toàn thể các bác và thưa các bác cùng toàn thể quý anh chị em kính mến. Em xin được trân trọng giới thiệu em test một set combo với tổng trị giá là 66 triệu đồng. Và set combo này sẽ được phục vụ trên đảo Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh. Set combo này thì em xin được giới thiệu đó là cô chú Hải Sáu, có địa chỉ tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Và hiện tại là cô chú đang có khách sạn tại Cô Tô. Cô chú sắm set combo này để phục vụ cho các bác, các chú, các anh, các chị khách du lịch khi xuống Cô Tô, đúng không ạ, tham quan vãn cảnh du lịch đấy và tắm biển. Thì sẽ có những cái chương trình ca múa, nghe nhạc đấy, và cái chương trình party khi các cô chú, các anh chị nghỉ tại khách sạn của cô chú Hải Sáu ạ. Và thưa các bác của anh em thân mến, là với set này thì nó có cái chất âm khá là hay, công suất khá là mạnh các bác nhé. Đấy, và em đã đấu lối dây rắc, tất cả đều gọi là ngon lành và dễ sử dụng. Đấy, tủ đồ, đây là có cả tủ đồ nhé, đúng không ạ? Tủ đồ rất đơn giản thôi, đúng không? Em thiết kế cả công tắc nguồn bật, tí em sẽ giới thiệu cho các bác của anh em sau. Em xin được trân trọng giới thiệu trong set này có một đôi loa bãi phun đôi của B3 Beta 3, một trong thương hiệu rất nổi tiếng đến từ đất nước Đức, đôi loa B3 2340. Và đôi loa này thì trong cái thời điểm đầu mà hàng về đấy thì em có khoảng gần 10 đôi. Thì tới giờ phút này là em còn một đôi nữa trong cửa hàng các bác nhá. Có hai đôi nhưng hôm nay một đôi này thì đúng không ạ, đi phục vụ rồi, đúng không ạ? Được di chuyển rồi thì sẽ còn một đôi nữa tại cửa hàng. Thì em xin được bán nốt với giá 24 triệu đồng cho các bác của anh em có nhu cầu mua sắm. Tiếp theo đó là một đôi loa súp đua các bác nhá. Súp đua bát 50. Đấy, từ 220 con 100 thùng gỗ. Thì em đánh giá dòng súp đua này thì có chất âm rất là hay, mạnh. Và tiếng đánh rất chắc, và đặc biệt thùng của nó rất chắc. Thùng của nó được đóng những cái ke rất là chắc chắn luôn. Đấy, giá của nó là 13 triệu một đôi. Thì cái đôi súp đua này em cũng về gần 10 đôi, nhưng đến hôm nay em cũng chỉ còn một đôi trong cửa hàng. Thì các bác có nhu cầu mua sắm thì liên hệ cho em, súp đua rất hay. Và đây ạ, bộ ngoài các bác xem này, em đấu dây dọ rất gọn, chả có dây dọ đâu ạ, đúng không ạ, rất gọn này. Đấy, đây là mặt sau, còn đây là mặt trước ạ. Với một chiếc đẩy Astley 41500 3U, một chiếc quản lý nguồn PS PC10 Pro, một chiếc vang PSK900 Pro, một bộ micro không dây VK6. Đấy, bộ này rất nành bền, bộ ngoài thì là hàng mới tinh, được bảo hành 25. Thì bây giờ em xin được test chất âm, mời các bác của anh em mọi người tham khảo ạ. Rất mạnh các bác nhá, anh em có thể đeo tai phone để cảm nhận set này. Và các bác, các chú, các anh, các chị có nhu cầu mua những set để phục vụ ngoài bãi biển thì alo em nhá. Em khẳng định là em sẽ tư vấn những cái set áp lực cực mạnh. Đấy, chất âm hay, chi tiết. Mời các bác của anh em. Chưa? Đấy, dây loa chỉ có hai dây các bác nhỉ, hai dây loa. Đấy, một dây là 4 nõi. Đấy, rất gọn gàng các bạn, rất gọn gàng. Một bên em đấu là 14m, một bên đấu là 6m. Đấy, các bác của anh em thân mến, là với những đôi loa bãi tại shop em thì lúc nào nó cũng là đẹp, chuẩn chỉ các bác nhá. Và bây giờ em có thể test một đoạn phần lời ca để các bác cùng anh em tham khảo thêm ạ. Đấy, đây tủ đồ nhá các bác nhá, có cả quạt gió này, cả nhà xem này. Đấy, đấu dây rắc cẩn thận hết rồi. Đấy, rất là dễ kết nối. Đây, em có thể tắt đi các bác xem nhé. Đây,
Đấy, ví dụ như, đúng không ạ, tủ đồ vẫn cứ đóng, đúng không ạ. Đấy, khi nào không dùng nữa thì dừng lại nhạc, ví dụ như thế, đúng không ạ. Và ấn nút tắt nguồn. Đấy là nó tắt thôi ạ. Đấy, vậy là nó sẽ tắt. Ok chưa? Lúc nào sử dụng chỉ cần ấn công tắc nguồn. Rất hiệu quả, rất dễ sử dụng. Đấy, là các thiết bị nó sẽ tự bật. Không cần phải mở tủ đồ đâu ạ. Ok chưa? Không cần phải mở tủ đồ. Đấy. Ok chưa? Rồi, đấy, thế là nó hoạt động đúng không ạ? Đây, và ấn chạy thôi ạ. Đấy, tuyệt vời chưa? Rất hiệu quả đúng không ạ? Rồi, bây giờ em sẽ test một chút. Đấy, em sẽ lấy micro em test một chút để cả nhà cảm nhận lời ca. À, dạ vâng ạ, em xin được ca một đoạn các bác nhá. Rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Đã đêm đông đông đói đêm câu xa, được tình yêu hai lối đi. Để rồi xem như hai chúng ta chưa bao giờ quen. Nếu lúc trước tình yêu không nói tương ngược bằng mong đi không giữ đâu, thì ngày này chung con phố quen sao không chào nhau. Đừng nói nữa chứ thêm thương đau ở lòng nhau. Tình đã lỡ tim anh như đang vỡ tan. Mình anh thôi xin mang thương đau cỏ màu xa hoa quên ngày gì vắng xưa. Lời yêu đó lúc trước đã có xôi xa. Tình ta em có mấy nhiệm vui cũng như không. Thì hãy xem như ta chưa quên biết nhau hai người xa lạ. Tuyệt vời đấy ạ. Vâng ạ, em cài cho cô chú đúng không ạ. Đấy, một là khởi động, hai là MC, ba chuyên nghiệp, bốn chuyên nghiệp, năm là chuyên nghiệp ạ. Em ấn chế độ MC vì là sẽ có nhiều những chương trình đúng không ạ, của các công ty, đấy, các tập đoàn ra đó đúng không ạ. À, tham quan vãn cảnh và tắm biển đúng không ạ, sẽ chương trình cực kỳ là hay đấy ạ. Đấy, đây là chế độ phát biểu, chế độ MC đó, em đã cài rất là chuẩn chỉ rồi, đủ các chế độ rồi đúng không ạ. Rồi, tuyệt vời luôn, một set combo đủ đúng không ạ, để chơi ngoài bãi biển luôn các bác nhá. Đấy, cảm ơn các bác cùng toàn thể quý anh chị em rất nhiều. À, vâng ạ. À, thưa các bác của anh em thân mến, và bây giờ em xin phép là sẽ đúng không ạ, chở qua thị xã Kinh Môn cho cô chú, và cô chú sẽ có xe chở tiếp ra ngoài bến tàu và sẽ cho lên tàu và ra ngoài đảo Cô Tô thuộc tỉnh Quảng Ninh các bác nhá. Mình xin được cảm ơn toàn thể các bác cùng tất cả quý anh chị em. Em còn một đôi nữa các bác nhá. Đấy, đôi súp đu em còn một đôi nữa. Đôi loa B3 em còn một đôi nữa. Thì các bác của anh em có nhu cầu mua sắm thì alo ủng hộ cho em. Cảm ơn các bác của anh em rất nhiều. Hai số máy của số em Luân đó là 0365888988. 0368591555. Em Luân địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương và là giao hàng toàn quốc. Rất vui được giao lưu và đón tiếp các bác của anh em tại cửa hàng. Trân trọng cảm ơn các bác của anh em rất nhiều ạ.